khen thánh Monica, người khen thánh nữ Monica, chọn cuộc sống ngát thơm hương hoa, tình yêu Chúa luôn tràn hòa. Vượt đường xa tìm con dù lòng sầu heo hon, nhưng trong một niềm tin nơi Chúa luôn đưa về người con bấy lâu lạc đường. Năm xưa khi ở trần gian, bao khó nguy gian nan, người khen thánh nữ Monica, chọn cuộc sống ngát thơm hương hoa, tình yêu Chúa luôn tràn hòa. Vượt đường xa tìm con dù lòng sầu heo hon, nhưng trong một niềm tin nơi Chúa luôn đưa về người con bấy lâu lạc đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hallelujah.
Yeah.
Và có thể nói các nữ Monica đã sống trong vẹn tất cả những lời
nhỏ nó có được lời Chúa dạy bảo. Hay nói cách khác, như người Việt Nam chúng ta gọi là công xuất ngôn mạnh, thì Thánh Kinh Quy Ca chọn mẹ. Và lời Chúa hôm nay nhắc nhở mời gọi mỗi người chúng ta về các đức tính cần thiết của một người làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Không những thế, còn mời gọi mỗi người chúng ta hãy học đòi bắt chước tất cả những đức tính đấy, để mỗi người mẹ chúng ta sẽ trở nên những người mẹ gương mẫu. Bởi vì một người vợ đạo đức tốt lành đó là món quà cho bạn, cho người chồng, cho gia đình, cho con cháu. Và những gì một gia đình hoàn hảo tên là người chồng thì là Francis. Và người chồng này thì cũng cần nóng nản, rất là khó chịu. Chúng ta thấy nguyên quyền mà hai người cùng đạo sống với nhau đã nảy sinh biết bao vấn đề. Và giờ đây là một người vợ không nhau và người chồng hoàn hảo lại càng khó khăn hơn. Nhưng không về những khó khăn đấy mà cảnh nữ cảm thấy nản lòng và một mình đi. Chắc hẳn trong chúng ta đây cũng có nhiều gia đình và nhiều mẹ cũng lập gia đình trong tình trạng cả hai đạo như thế. Và chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là vất vả. Bởi vì sau này còn việc nghèo nhục nuôi dạy con cái trong đời sống đức tin. Và như vậy về người hành đạo của mình gặp rất nhiều khó khăn. Và Thánh Nguyễn Monica thì gắn bó với Chúa, và Thánh Nguyễn cũng đã được Chúa thưởng công rất là hậu vị. Điều người chồng dù ngang vướng cọc cằn nắm nặng, thì cuối cùng vì sự chịu đựng nhẫn nại cùng với đạo đức của người vợ mà người chồng đã được chịu phép rửa tội vào đạo trước khi mất một năm vào năm 371. Và sau đó không những vậy, cả người mẹ chồng cũng vào đạo. Khó khăn điều mà chúng ta phản ứng đầu tiên đó là trách móc, là than phiền, và thậm chí đôi khi còn nguyền rủa. Nhưng Thánh Nữ Monica cũng không làm thế. Trong giấc ngủ, Thánh Nữ được báo là đừng nản lòng. Và điều đó là Thánh Nữ củng cố lại niềm tin của mình và tiếp tục. Không những vậy, Thánh Nữ còn rất sát gần với người con của mình. Nên nó cảm thấy nó cảm thấy tụt mình, bởi vì mình lớn rồi. Học hành giỏi, nhan thành tài là một người cạnh rất giỏi trong người nội sư. Và bây giờ bà mẹ đã kè kè thì đôi một cách ra mặt, nhưng ông bước đi đôi cảm thấy không được hài lòng. Nên ông đã có lần nói vô với mẹ mình là chỉ gặp gỡ bạn mẹ. Nhưng rồi ông trốn qua đôi mẹ, bởi vì ông nghĩ rằng qua đó ông sẽ được tự do. Và nhất là với tài năng của mình thì sống đâu cũng được. Người mẹ đau buồn biết con phải nói dối, nên cũng bày tỏ di chuyển qua đôi mẹ. Agostino không ngờ là mẹ mình vậy mà cũng mày mò đến được nơi mình ở. Agostino đã được rửa tội, trở lại là bỏ bè rối và quay lưng với tất cả những gì quá khứ mà trước đây ông vẫn có. Và người vui mừng nhất đó là người mẹ. Thánh Monica vui mừng hốt lên rằng mẹ chẳng còn muốn gì nữa, điều gì còn thiếu đâu. Và cũng vì điều ấy mà mẹ có mặt ở đây. Và giờ đây tất cả những ước vọng của mẹ, ước nguyện của mẹ đã được trọn vẹn rồi. Và quất tại đó, và người ta hiện tại chôn cất Thánh Nữ tại nhà thờ Augusto tại Roma. Những gì chúng ta biết được về cuộc đời của Thánh Nữ qua cuốn tự thuật của Thánh ông Augustino, con của Thánh Nữ: hề tin không nản lòng, luôn chu toàn bổn phận đạo đức một cách trọn vẹn, và trở nên người vợ, người mẹ tuyệt vời trong đời sống gia đình.
Có thể nói nếu như Việt Nam nói người phụ nữ phải tốt như cô này thì Thánh nữ Monica có thể công là người công nhà chánh, lo việc nhà đình, chăm lo quán xuyến mọi việc. Thì Thánh nữ Monica là người quán xuyến lo gia đình đầy đủ cho gia đình chồng, cho con cái, mọi sự chu toàn tốt đẹp. Mà ngày nay nhiều người đẹp công giáo không làm tròn được như vậy. Nếu chúng ta chỉ chăm sóc và chu toàn cho mình khi chỉ làm đẹp bên ngoài mà không làm đẹp tâm hồn thì cũng chẳng ăn thua gì. Thế ông bà đã nói sao? Cây nên đánh chết cây đẹp. Nếu chúng ta chỉ biết chăm sóc sắc diện bên ngoài thì chúng ta chẳng khác gì những người ngoại giao, những người vùng miền trong gia đình, những người ngoài quốc gia, họ cũng là như thế. Nhưng chúng ta còn phải làm sao nhan sắc của mình nó phải đi đôi với lại đời sống đạo đức nữa. Thế rồi chúng ta cũng thấy những gì mà truyền thông Việt Nam chúng ta nói công dung ngôn hạnh, nó là điều không thể thiếu. Ngôn là ngôn từ là lời nói, lời nói không mất tiền ngôn lượng lời mà nói cho vừa học nhau. Thánh nói chửi rồi cảm rào thì chắc chắn không thể nào biến đổi được người khác. Nên Thánh nữ ấy rất là khéo léo trong việc khuyên bảo, dùng lời nói để dẫn dỗ, để mà nhắc nhở bạn bạn. Đó là điều mà mỗi người nữ, đặc biệt là người làm vợ, làm mẹ trong gia đình rất cần. Bởi vì các người chồng, con cái sợ các mẹ cảm nào. Người ta bảo cái đài còn tắt được chứ đài vợ có phát thì không tắt được. Khi nào mệt mới thôi thì không thể tắt được. Sống đạo đức để cảm hóa, để khuyên bảo được biến đổi người khác. Bởi vì chúng ta không thể cho người khác cảm mình không có. Các mẹ không muốn cho con một tiền bạc để đi học thì các mẹ phải có tiền để cho nó được. Thế bây giờ mình muốn nó đạo đức thì bây giờ mình phải đạo đức, mình mới cho đạo đức nó. Còn mình không sống đạo đức, mình không gương mẫu thì nó chẳng có đâu mà có thể đạo đức. Nên có thể nói vai trò người vợ, người mẹ là một thiên chức rất cao cả và đầy hy sinh. Nhìn vào đó thì mỗi người chúng ta thấy vai trò trách nhiệm của người vợ, người mẹ, nhưng đồng thời cũng cần sự hỗ trợ, nâng đỡ của chồng, của con cái, của cháu cháu. Có như vậy chúng ta có thể gây dựng và bổ đắp, làm cho đời sống gia đình của mình được bảo đảm và chắc chắn được. Và nhất là với Chúa, mỗi người chúng ta không thể nào tách rời Chúa khỏi đời sống chúng ta. Cứ nhìn vào gương sáng của đời sống thánh nữ Monica, chúng ta sẽ thấy thánh nữ gắn bó gần gũi và đúng mạo cứu mạo Chúa. Để rồi với tất cả sự hy sinh nhẫn nại cùng lòng đạo đức và nhất là nước mắt của thánh nữ rơi ra, nên Chúa không thể nào mà cảm giác để chậm lại thử thách quá sự chịu đựng của thánh nữ được. Mỗi người mẹ chúng ta ai cũng có những khó khăn, thậm chí có những đau khổ trong đời sống gia đình. Chúng ta nhìn lên gương của thánh nữ Monica để rồi chúng ta thấy rằng thánh nữ cũng là con người như chúng ta, cũng là người phàm xác thịt như chúng ta, và thánh nữ cũng ở trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Nhưng thánh nữ đã làm gì? Như thánh Augustine con thánh nữ bảo rằng người này ông nọ bà kia làm thánh, tại sao tôi không làm thánh? Thế thì chúng ta nhìn vào đời sống của thánh nữ của chúng ta thấy tại sao thánh nữ cũng như chúng ta, và thậm chí còn nặng nề hơn chúng ta, và thánh nữ làm được và làm thánh thì tại sao mỗi mẹ chúng ta đây không thể làm thánh? Làm thánh khi chúng ta chu toàn bổn phận trong đời sống gia đình, khi chúng ta chu toàn đời sống đạo đức tương quan gắn bó với Chúa, khi ta giữ đời sống đạo và luôn gương sáng trong đời sống đức tin.
Anh chị em thân mến, Thánh Monica nêu gương cho người làm đẹp, đặc biệt cho các hiền mẫu của Công giáo về lòng đạo đức, tinh thần bác ái, tình mẫu tử và sự tùy trung. Thân hoan mừng về Thánh Monica của ngài, cổ hồn các bà mẹ Công giáo và thân quân và giáo sư Đông Hoàng. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Oh.
Thank you.
loài thân ban sau hay thiếu huyền nhãn và hợp nhất theo hai chi siêu siêu hẳn sâu và hiệu chi muôn đời. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liền khấn nguyện bằng lời kinh tuôn trào suối lệ. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuẩn truyền mẹ vẫn luôn vững tin trong niềm tin tình yêu Thiên Chúa sẽ dẫn đưa người con làm đường rơi bên mê hồi tâm trở về nương tựa Thiên Chúa tình thương. Cuộc sống thế trần nhiều gian khó đau thương chồng chất, nay đoàn con đây quyết trung thành nói gương ngài mãi, bên vững niềm tin cây trong Chúa yêu thương dư gì, trên nơi phúng vinh nhờ ngài luôn thêm lời khấn nguyện. Đây mẹ Monica là mẫu gương cho các mẹ hiền, dẫu muôn ngàn chuẩn truyền mẹ vẫn luôn vững tin trọn niềm.